Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Thưa quý vị, người sống trên đời không thể được 10 phần như ý, mọi thứ đều nằm trong định số, khó mà tránh khỏi. Nhưng hiếm người biết rằng vẫn có cách để cải mệnh, thay đổi mọi thứ, đó chính là thay đổi chính bản thân mình. Chỉ khi bạn thiện lương, biết yêu thương và không tham lam, sống hết mình vì người khác, chỉ khi đó tâm bạn mới bình an và tường hòa. Những câu chuyện dưới đây là minh chứng cho những điều đó. Mỗi câu chuyện đều khiến chúng ta phải suy ngẫm. Thử lòng chung thủy của vợ và kết quả thành đại họa. Vào thời nhà Thanh, có một thôn dân tên là Trương Lập ở Tĩnh Hải, nay là Tây Nam Thiên Tân. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cũng không có tài sản. Lớn lên, anh chàng may mắn cưới được một người vợ rất hiền thục. Hai người sinh được một cậu con trai. Khi con trai vừa tròn một tuổi, Trương Lập muốn cải thiện gia cảnh nghèo khó nên đã ra ngoài kinh doanh. Kết quả một lần đi là 7 năm bật vô âm tín. Sau đó, Trương Lập cuối cùng đã kinh doanh thành công, kiếm được rất nhiều tiền tài. Một ngày, anh chàng mang theo số tiền trở về quê hương. Trước khi về đến nhà, bèn chôn vùi số tiền này dưới tro của lư hương ở miếu xá công ngoài thôn. Sau đó thay quần áo rách nát, giả dạng một người ăn xin mà về nhà, nghĩ dùng phương pháp này để thử lòng chung thủy của vợ. Thấy chồng về không một xu dính túi, vợ chàng không trách móc, chỉ nói: "Chàng xa nhà đã bao nhiêu năm rồi, em không cách gì kiếm sống, chỉ biết may vá để duy trì sinh kế cho hai mẹ con thôi. Chàng không kiếm được tiền, công may vá em làm hôm qua được 100 tiền, chàng có thể lấy nó mua một thăng gạo nấu cháo ăn tạm." Trương Lập thấy vợ chung thủy không hài lòng, rất đỗi vui mừng, nói với nàng rằng mình thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền và giấu nó trong đống tro tàn của lư hương ở miếu xã công ngoài thôn, đợi ngày mai sẽ đi lấy về. Không ngờ hàng xóm có một tên vô lại là Chu Hỷ. Bình thường thấy vợ của Trương Lập cô nhi quả mẫu, không còn ai khác ở nhà nên muốn gây sự với nàng nhưng không được. Vào lúc hoàng hôn hôm đó, hắn thấy có một người đàn ông lạ mặt vào nhà này. Nghĩ rằng người đàn ông này và vợ Trương có quan hệ bất chính nên đã bí mật đi theo lẻn trong phòng, định bắt quả tang và uy hiếp vợ Trương. Không ngờ hắn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa vợ chồng họ. Chu Hỷ lèn ra khỏi nhà khi màn đêm yên tĩnh, bí mật đến miếu xá công và vơ vét tất cả số bạc được giấu trong đống tro tàn của lư hương trong miếu. Sáng sớm hôm sau, Trương Lập đến miếu xá công để lấy bạc thì phát hiện số bạc vùi dưới tro đã biến mất. Vừa kinh vừa tức, 7 năm lao động khổ hạnh đã hóa hư không. Lại hổ thẹn với vợ, anh chàng phẫn chí đã treo cổ tự sát trước cửa miếu. Vợ của Trương Lập đợi ở nhà rất lâu nhưng không thấy chồng quay lại, vì vậy nàng đến miếu xá công để tìm chồng. Ai ngờ vừa bước vào cổng miếu, thấy chồng treo cổ trên xà cũng không thấy có tiền, nàng không kìm được mà khóc lớn. Lại thấy trong miếu không có ai, tưởng có người mưu tài hại mệnh, vì vậy ngã sấp ngã ngửa chạy đến huyện Nha Môn để báo quan. Quan huyện ở đây luôn là một vị quan nghiêm minh. Khi thấy có án mạng, lập tức phái người đi lùng bắt, bắt trụ trì miếu xá công để thẩm vấn. Ai ngờ trụ trì hỏi gì cũng không biết. Quan hiện ra lệnh trước tiên đánh cho 20 roi nặng, sau đó nói với ông ta: "Ngươi là người chủ trì hương hỏa, trong miếu phát sinh chuyện như vậy, ngươi nên phải biết. Người chết ngay trong miếu của ngươi, ngươi há có thể không liên lụy sao? Nếu phạm nhân không tìm được, ta sẽ lại tới đánh ngươi." Lúc này, quan huyện bỗng nhìn thấy một con nhện đỏ treo trên vành mũ của mình. Quan huyện đột nhiên nảy linh cảm, quay lại hỏi vợ của Trương Lập: "Hàng xóm của cô có người họ Chu không?" "Chu là màu đỏ." Vợ của Trương Lập trả lời: "Vâng, có người tên là Chu Hỷ, là một kẻ lười biếng, thường ăn cắp và lừa đảo để kiếm sống." Quan huyện ra lệnh bắt giữ Chu Hỷ ngay lập tức. Dưới sự thẩm tra nghiêm ngặt, hắn đã phải thú nhận việc phạm tội của mình. Quan huyện tìm được số bạc đã bị đánh cắp trả lại cho vợ của Trương Lập, giúp nàng an táng chồng mình,
đưa Chu Hỷ ra trước công lý. Cải mệnh. Vào những năm cuối của Hoàng đế Thuận Trị nhà Thanh, có một thương nhân tên là Tiền Quảng Sinh ở Tiểu Đông Môn, Dương Châu. Mở một quán trà, hàng năm mua trà từ Hoắc Sơn và những nơi khác về bán cho các cửa hàng bán lẻ. Ông đối xử với người ta cực kỳ ti tiện, tích trữ được 5-6 nghìn lượng vàng. Vì tướng mạo khôi ngô lực lưỡng nên người ta gọi ông là Đại Phú Ông. Đương thời có một thầy tướng gọi là Dư Quỷ Nhãn, sinh ra đã có đôi mắt màu xanh lục, đến từ Hoài Thượng, nay là Bạng Phụ, tỉnh An Huy, trụ tại chùa Đông Tinh Trung, phủ Dương Châu. Ông đàm tướng luận mệnh, quyết đoán như thần, gần xa đều rất nhiều người đến nhờ ông thỉnh giáo. Tiền Quảng Sinh vì tướng mạo khôi ngô cũng mang ít tiền đến tìm ông xem tướng. Khi đến nơi ở của thầy tướng ở chùa Đông Tinh Trung, chỉ thấy một người đang xem tướng ở đó trước. Hóa ra là một người bạn họ Triệu mà ông đã biết trước đây. Mọi người diện kiến, hành lễ và ngồi xuống. Thầy tướng cau mày nói với người bạn họ Triệu: "Quý ông tướng sinh da đầu dày, sân căn cao thẳng, nguyên là tướng Phúc Thọ. Nhưng hiện tại hắc khí đã xâm nhập thiên đình, không biết ông đã làm ra việc xấu gì. Chỉ nội trong một tháng, thọ số khó thoát, sẽ chết thảm." Người đàn ông tức giận bỏ đi. Sau đó đến lượt Tiền Quảng Sinh tiến lên xin lời khuyên. Thầy tướng cẩn thận xem tướng mạo của ông rồi nói: "Quý ông thân thể đôn hậu, chuẩn đầu phong đại, cả đời tích cóp dư của cải, chỉ là nhân trung thu ngắn, hai mắt lộ thần, diện bì hư bạc." Quyết vân: "Diện bì hư bạc, nhân trung dài mà thọ mệnh ngắn." Hữu vận: "Diện bì cấp như trống, thọ chỉ 35 tuổi." Thỉnh hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?" Tiền Quảng Sinh trả lời: "Năm nay chính xác là 35 tuổi." Thầy tướng lại nói: "Đừng trách tôi nói thẳng, tuổi thọ chỉ nội trong 100 ngày, tất phải sớm lo liệu hậu sự." Tiền Quảng Sinh tặng tiền thầy tướng, về nhà với tâm trạng phiền não, thầm nghĩ: "Bạn Triệu của ta, thầy tướng nói rằng sẽ chết trong vòng một tháng. Ta còn 100 ngày nữa, vì vậy trước tiên ta sẽ quan sát kỹ bạn Triệu xem lời phán có ứng hay không." Nguyên lai, họ Triệu này là một thư lại ở huyện Giang Đô. Trong thời kỳ hạn hán và đói kém, ông ta phụ trách việc phân phối gạo cứu trợ theo lệnh của quan trên. Ông ta tự mình ngụy tạo ra nhiều hộ gia đình, ăn cắp 50 thạch gạo cứu trợ, vỗ béo bản thân. Không ngờ quan trên phát hiện, xử tử ông ta. Quả nhiên, chết trong vòng một tháng. Tiền Quảng Sinh thấy Triệu Mỗ đã ứng nghiệm, càng lo lắng hơn. Một ngày nọ, Tiền Quảng Sinh đang ngồi ở sân sau của quán trà, chợt thấy một người hầu đã quá cố đến nói: "Nô tài vì bình sinh trung trực, Thành Hoàng Tôn Thần đã thu nạp nô tài để bổ sung sai dịch, đi bắt phạm nhân xuống địa ngục. Hôm nay trong phiếu phạm nhân có 4 cái tên người, trong đó có tên của chủ nhân, xin đặc biệt đến đây để báo cáo. Tôi sẽ đến Đan Dương và những nơi khác để bắt người trước. Hãy nhanh chóng xử lý việc nhà, 3 ngày sau tôi tất sẽ đến, đã đến là không thể trì hoãn nữa." Nói xong liền biến mất. Tiền Quảng Sinh nghe rõ ràng hết thảy mà vào giữa ban ngày, nó không thể là giấc mộng. Ông thầm nghĩ, vợ chồng ân ái khó mà chia lìa, nhi nữ còn nhỏ chưa lập gia đình, còn quá nhiều việc dở dang, không biết nên theo hướng nào. Tâm rối như tơ vò, chỉ biết kêu gào khóc giống lên, âm thanh vang tới nhà hàng xóm. Lão ông ở bên cạnh đến hỏi nguyên nhân, sau đó nói: "Sinh tử đại sự, không cách nào làm gì được, thống khóc khổ não, liệu có ích gì?" Nghe nói ở chùa Thiên Ninh có đại hòa thượng Cự Bột là cao tăng đắc đạo, cậu mau đến cầu ông ấy chỉ điểm, biết đâu còn có con đường sống. Theo lời ông lão, Tiền Quảng Sinh đến chùa Thiên Ninh tìm gặp Pháp sư Cự Bột, thuyết minh toàn bộ câu chuyện về những gì thầy tướng đã tính toán và chuyện người hầu quá cố đã báo cáo cho mình, khóc lóc thảm thiết và quỳ xuống cầu xin chỉ điểm. Pháp sư Cự Bột nói: "Sinh tử của con người là định số, làm sao trốn thoát được?"
Tiền Quảng Sinh càng khóc to hơn. Pháp sư Cự Bột nói, con phải tuân theo hai điều của tăng nhân thì mới có thể được ông trời bảo hộ. Tiền Quảng Sinh trả lời, cái gì mà không chết nhất định sẽ tuân tòng. Pháp sư Cự Bột nói, đầu tiên thắp hương khấn Phật phát thệ, thói độc ác bình sinh sẽ sửa thành nhân từ. Thứ hai, cần đem một nửa số tiền tích góp được thành tiền công đức, cứu tế người, chỉ giữ lại một nửa cho con cháu. Sau khi nghe xong, Tiền Quảng Sinh đồng ý ngay. Pháp sư Cự Bột hỏi lại, con đã tích góp được bao nhiêu lượng vàng? Cần phải nói sự thật. Tiền Quảng Sinh trả lời, thực tế có hơn 6.000 lượng hiện kim. Theo lệnh, con tình nguyện quyên góp 3.000 lượng làm công đức. Pháp sư Cự Bột lại nói, ngoài hai điều trên là lấy đức hành làm chủ, còn cần sự hỗ trợ của hai điều công phu. Cái gọi là công phu đó là kiên trì chính giác, nỗ lực thực hành, kiên thành đa niệm Phật, công đức vô lượng. Cho dù cực kỳ bận bịu với công việc thường nhật thì mỗi ngày cũng đều phải kiên trì, chỉ cần không gián đoạn, phúc thọ tất nhiên đầy đủ. Tiền Quảng Sinh tin tưởng và vui mừng tiếp thụ. Pháp sư Cự Bột lại hỏi, con dùng 3.000 vàng để làm công đức, ý tứ là làm loại công đức nào? Tiền Quảng Sinh nói, đệ tử bản thân đã thấy có một người xâm phạm hơn 50 thạch gạo cứu trần, lập tức đứt thọ chết thảm. Hiện nay đang xảy ra nạn đói lớn, giá gạo lên tới 1 thạch 8, 9 lượng tiền, hạt, rễ, cỏ, vỏ cây đều không còn, người đói khắp nơi. Đệ tử thỉnh nguyện dùng số tiền này mua gạo cứu trần, công đức này không biết có thiết thử không? Pháp sư Cự Bột vui mừng nói, dụng tâm như thế, cứu nhiều mạng dân, lập được đại đức. Nhưng còn phải mua gạo ngay lập tức, tích trữ và dâng lên huyện phủ, nếu không sẽ hối hận về sau, tiền khó từ bỏ. Tiền Quảng Sinh liền sai người mang 3.000 lượng bạc đến nơi sản xuất gạo để mua gạo gửi vào huyện cứu đói. Pháp sư Cự Bột cũng hướng dẫn Tiền Quảng Sinh. Bên cạnh chỗ ngồi của sư trụ trì, hãy lấy chuỗi tràng hạt của ta, hàng ngày chuyên tâm niệm Phật. Sau 10 ngày trở về nhà, ắt kiếp nạn qua đi mà thọ mệnh vẫn được bảo lưu kéo dài. Tiền Quảng Sinh tuân tòng, quả nhiên không có tai họa. Từ đó, Tiền Quảng Sinh phát tâm khoan hậu, chuyên tâm hành thiện, ngày ngày đều thành tâm trì chú không nghỉ. Sau này, ông sinh thêm 3 con trai, 7 đứa cháu, 2 đứa chắt và 1 đứa chít, cháu đời thứ 5. Con cháu cũng thể hội được hoài bão của ông nội, tâm tồn từ bi nhân hậu, trì chú không ngớt. Các con trai của ông cùng nhau hợp lực mở một cửa hàng vải lớn, làm ăn thập phần phát đạt. Hiếm nhất là vợ chồng kết tóc xe tơ. Tiền Quảng Sinh thọ đến 106 tuổi, khỏe mạnh, trẻ trung, tóc bạc trắng mà khuôn mặt vẫn trẻ thơ. Khi tổ chức chúc thọ trăm tuổi của mình, chỉ thấy hàng ngàn người từ nội ngoại thành đến dự, rất đông đúc. Ông bất quá chỉ là một thương nhân, nhưng các quan lại và quý tộc lớn nhỏ trong thành phủ huyện đều đích thân đến chúc mừng ông. Thần hữu tương kiến, trống nhạc, đồng tấu, mọi người hân hoan tặng ông thọ trục, thọ lễ, câu đối chữ vàng. 6 năm sau nữa, Tiền Quảng Sinh vẫn không một ngày đau bệnh. Một ngày, ông gọi con cháu của mình đến trước mặt nói, tuổi thọ của ta chỉ nên đến 35 tuổi. Ta đã được Pháp sư Cự Bột chỉ huấn, bây giờ ta đã 106 tuổi, có thể nói là kéo dài thêm hơn 70 tuổi, lại có con cháu mãn đường, lúa gạo dư giả, cảm niệm thần tiên tổ tông bảo hộ, lại thiên bản thân, chuyên ý tu thân, mới được thế này. Hôm nay sáng sớm, ta nhìn thấy người hầu quá cố ngày xưa đến nói, ngày chết đã được treo vì có công đức lưng chừng triệt tiêu. Nay giờ ngọ sẽ có thần thánh Tây Phương mang phướn dài lọng báu đến dẫn chủ nhân tiến về thế giới cực lạc, vĩnh hưởng phúc quả, không phải đến phủ Diêm Vương.
nô tài biết ơn sự rộng lượng và ân sủng của chủ nhân. Biết tin tức này, đặc biệt đến đây thông báo. Nói xong liền đi, nên ta gọi con cháu tề tựu ở đây. Mọi người hãy nghe ta, thường tồn thiện lương, không được vì bội. Nói xong, ông niệm Phật vài câu, rồi nhắm mắt đoan tọa mà đi. Từ điểm này có thể thấy, pháp diên thọ hưởng phúc đều là từ bản thân mình duy trì, không sai chút nào. Thưa quý vị, hai câu chuyện trên cũng đã khép lại bản tin của TCT Khám Phá ngày hôm nay. Đặng Hiểu chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.